con cần đến từ con kính chúc con cần thỉnh mời quan hoàng bẩn lại lầm mê gửi về nếu đất bảo hà nhân năng nếu đất bảo hà nếu mùi phong nguyệt đúc là cảnh thật kia chim mê ngót trước sân đền chúc bọc thấp cao giữa đêm thanh đêm thanh ngoan cảnh vườn đào gửi đào thấy vầng trăng sáng ba sao những rực trời đèn bảo hà là đường thắng tức đền bảo hà ứng ngang là đường thắng đức quan bảy hoàng được đức chung quân sinh thời làm tướng chung thần thần tấm lòng yêu nước thương dân nên ngành con dấu bể tan non mòn nên cùng bước
Thịnh bóng hoang về ngục nay, thịnh bóng hoang về thật không khẩn đạo. Đăng nhang cục thờ trần kinh con chữ Nam Mô. Con chữ Nam Mô trần kinh con chữ Nam Mô A Di Đà Phật Đề Hòa Ngũ Châm Đồng Phép Hoàng Lục Trí Thần Cơ. Song nhang khai quang thâm kỳ siêu hoàng về trực mắc văn ngang tiếp tăng cung giảng kim phục hoàng tân cận thánh trước tiên trung hương. Dĩ tuân na dâng lên bệ ngọc các cô mới nâng mời là mời giữa ông bảy hoàng xưa ơi. Ta bôi các cô chúng chén tiền đào tam tuần chung dâng lên bệ ngọc các cô mới nâng mời là mời giữa quan hoàng bảy xưa ơi. Nhạc
thành sắt luyện ngừng. Vì buông sao chốc trời mây khói, thì cũng thông căng đất nổi hoang. Tuệ nhân sáng soi lòng dũng kiệt, cương thường nặng gánh xa ấy bồi phong nguyệt nước non non để mê cuộc tuy quốc hồn xưng phù sung ngưng y nàng ấn nghiệp ở đâu mà dường như ngọn cỏ cành cấn. Anh còn sót nguyệt say hoa, mong mong lại đánh tiếng thuốc pha trà, giúp ông hoàng bày nên đất đi a hà bảo hà nên bụi phong quyết đi a đó là biên cảnh thần tiên sáng ngô sắc đưa pha tiên cảnh thần tiên trên bảo hà, ô điện cảnh thần tiên trên bảo hà. Xanh xanh nghe tòa đa ứng a sức na phù di ghế ông là người dày tâm là người có đức nghĩ a chỉ mới được theo quan hoàng bày bảo a sáng ngô sáng ngô đưa pha theo là được theo quan hoàng bày bảo a ngô theo là được theo quan hoàng bày bảo. Đấng lăng xuống sắt a chín nghìn ba nghìn một ngày đã là đệ tử a cũng là duyên nó mới nhiều đỡ nhiều sáng ngô sáng ngô duyên là duyên có đỡ nhiều duyên là duyên con đỡ
nan nề vất vả nghìn a mới rồi qua rồi. Từ nay ông cháu trở lại a, họ biết không kém ai ở trên đời. Sắc cô sắc cô lưu phàm, không là không kém ai ở trên đời. Ô không là không kém ai ở trên đời. Hương mai tiếp lộc nghìn nghề an tài bàn ta. Dân này hoàng đế nhân nghìn nghề an chứ để nhà mặc bể ai. Sáng ngô sáng ngô đưa phàm, ai mặc kệ ai để nhớ để nhàng. Ô ai mặc kệ ai hoàng nữ giận rồi. Được từ nào cái về bàn đền đoàn cách chờ nghỉ nghỉ a là quảng trường. Họ nguyện nên nhất tâm mà hồ thánh nghĩ a để có xin nông lộc ai. Sáng ngô sáng ngô đứa phà xin đà xin nông lộc ta. Ô xin là xin nông lộc ta. Nên thanh nhàn không bây giờ sách ra xem sách chữ đề rằng đức năng tiên tuy thì dù ông có say một tí với phàm trần. Ông bảy quyền nay giữ chọn đang làm người kinh nghiêng đến cửa Phật lấy chữ Di Đà. Ông bày tàu quan Nam Tàu cùng nghề quan bắt đầu số chất sát nghiêm nào nóng chép biên ngọn biển ghế ông đức nghi độ hào hiền tu tập tịch đức ông bày về biển cho rõ ra. Bao nhiêu kẻ ngang cương bao ngược chuyên đi hại người chắc chiến thời sông lúc nhập miền hoàng xa trong mong sợ nguyện mà được như ý không cho sợ cầu được tổng tâm. Đã lên đấng cầm cân tay mừng ông đem chữ tội chữ đức mà cân. Đừng ai khoe ta đã tròn vẹn muôn phần chữ tâm mà rơi mất ông bày cầm cân sao cho bằng. Nghe ông bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần
thánh nghe cao rồi lại mười phần thánh nghe cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc chữ tam tòng, chữ đức mẫu khuyên đệ tử hôm nay đặt gối tâu quỳ bảo hà xin quan hoàng bấy ngày về độ trì ông chứng tâm. Con biết giấc ông nghe vần thơ tinh bạch, dâng tiểu dâng trà dâng sách tinh luân mà lòng thủy chung nghĩ mộ đạo quần thần không làm bội nghĩa thì trả bạc ân ở đâu, không phụ lòng người ở đời nhân đạo thì biết luân hồi ông bậy cho sáng như gương ghế lào ông nghi bậy cũng thương nghi chiếu kính mộ đạo tìm đường tựa thân. Lệnh hoa thập nhị các con tiên nàng cô nàng việc ngây mau mau sửa sang vào hậu cô vàng cà phá nước trà tàu thơm ngon vừa ý ông bấy gật đầu vỗ vối ban khen. Nàng đôi dâng bộ khay đèn xe ngà tàu xứ có ngự bắt nương điệp nàm vàng trên cô nàng ba dâng nghi hộp thuốc sang thế là vừa ý đức hoàng bày chốn sơn lâm. Đôn đình nhang trầm tiên cô nàng tử góc đình nhang trầm mẹ ngọn đèn cô kêu cho tỏ tay ông bấy cầm điếu thuốc tiên dâng nghi kẹo bánh nguyên tiên cô nàng nắng dâng kẹo bánh nguyên nghi bèo xiu cùng là thuốc lá thực là cảnh tiên ai xa bình. Tiếng nếp nhung mình tiếng cô nàng sau tiếng nếp nhung mình dân hoàng mà con ngựa xám để ông bảy đi chấm đồng. Này khúc đàn thông tiên cô nàng bày, này khúc đàn thông tiếng ca tây, này mà đàn vũ cũng nghe nó dâng chiếc lược ngà tiên cô nàng tám mi dâng chiếc lược ngà đôi tay cô tám chải chuốt ông bảy hẹn là sao cô tám khéo tay yêu yêu ai tay tiếng cô nàng
chiến yêu điều tay. Ngày ngày có chiến sách một nền đôi giày giấc ông. Mua lượt bài bông tiên có nàng mười, mua lượt bài bông nghe cánh ba giờ tí thì sách lồng đèn cô bước xa. Quạt nước ba trà tiếng con mười một nè, quạt miếng nước ba trà ấm xuyên bình ngọc có đôi tay cả cô kính giấc ngơ ông. Tiên cô mười ngàn là cô bé nào cai, thế là đôi mười ngàn tiên nữ hoạt ra đôi bên ông gió già. Mắt ngồi đông lại hoàng xa đổ mắt ngồi đông. Một nghìn đón thức ông bảy về bảo hà tấu đối việc qua. Thanh ra hồi cũng nghe